chung niệm Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Hôm nay học bài tiếp theo của cái bài kệ cải hoàn. Đây là cái bài pháp 12 nhân duyên, đây là cái pháp quán duyên Phật. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc. Hôm nay là xúc duyên thọ. Thọ là cái gì? Xúc duyên thọ. Thọ đây là một cái trạng thái của tâm và một cái trạng thái của thân. Thân nó có những cái cảm thọ của thân, tâm nó có những cái cảm giác, những cái cảm giác của tâm, mà thân nó có những cái cảm giác của thân. Thì những cái cảm nhận, những cái cảm thọ, như có lúc mình vui thì nó là cái thọ hỷ, khi nào mà mình mà buồn phiền một cái chuyện gì đó thì nó là thọ kiêu, khi nào mà mình rực rưng không vui không buồn thì nó là thọ xả. Có những khi nào mà mình cảm thấy nó đau đớn ở trên thân thì đấy nó thọ khổ. Khi nào mình cảm thấy cái thân của mình nó an lạc, dễ chịu thì nó là thọ lạc. Thì ở trong cái cuộc đời con người ta thì luôn luôn đi tìm kiếm cái niềm vui, đi tìm kiếm cái niềm vui và chỉ có tìm cách là thoát ra khỏi mọi nỗi khổ. Và người ta trong cái cuộc sống thì người ta có rất là quan trọng cái vấn đề là vui, buồn, sướng, khổ. Làm sao để được an vui, làm sao mà để được sung sướng, làm sao mà để tránh khỏi những cái buồn phiền, làm sao để tránh khỏi những khổ đau. Thì những cái cảm giác thọ, những cái cảm đấy nó từ đâu? Những cái cảm giác đấy, những cái cảm thọ đấy, nó sinh ra từ đâu? Và mình hiểu về nó như thế nào? Thì phải có cái pháp quán duyên khởi này. Thọ thì nó phải tìm được những cái nhân sinh ra thọ. Thì đó, thọ nó sinh ra là do xúc, do mình có cái sự xúc chạm thì nó mới có cảm thọ. Bây giờ có hai người tiếp xúc với nhau, trong cái lúc mà hai cái người đấy mà nói chuyện với nhau, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thì dừng dưng, không vui, không buồn, thì đấy là nó có do cái sự tiếp xúc, cái tâm với tâm nó có cái sự tiếp xúc với nhau. Cho nên là nó khi nào mình cảm thấy nó hài lòng thì nó sinh ra cái thọ hỷ. Khi nào mình mà có gặp một cái gì đó nó không hài lòng thì mình cảm thấy buồn phiền. Thì tất cả mọi cái chuyện vui buồn khổ nạn, bất khổ bất nạn ở trên thế gian nó đều sinh ra từ những cái sự tiếp xúc của sáu căn đối với sáu trần cảnh ở bên ngoài, cho nên là nó sinh ra những cái cảm thọ này. Thì có những cái đối tượng khi mà mình tiếp xúc rồi mình tác ý thì nó sinh ra những cái thọ hỷ. Có những cái đối tượng mình tiếp xúc rồi nó tùy thuộc vào cái sự tiếp xúc và tác ý của mình mà nó sinh ra thọ yêu, có khi nó sinh ra cái thọ khổ, thọ nạn. Thế cho nên gọi là xúc duyên cho thọ. Bởi sự sinh của sáu loại xúc cho nên có sáu loại thọ sinh. Vậy thì thọ nó có sáu, nó được sinh ra từ sáu cái, được sinh ra từ sáu cái nguyên nhân, cho nên là nó có sáu loại cảm thọ sinh ra từ sáu cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất được gọi là nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sinh. Nhãn xúc là mắt, khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc mà sinh ra thọ. Và thứ hai là thọ do nhĩ xúc sinh, tai tiếp xúc với âm thanh sinh ra thọ. Thọ do tị xúc sinh, mũi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với thức ăn, thân tiếp xúc với một cái vật chất gì đó, và ý tiếp xúc với cảnh pháp. Đây là những cái nguyên nhân mà sinh ra thọ. Đây là sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh ở bên ngoài, mà có những cái cảm thọ vui, có những cái cảm thọ buồn, có những cái cảm thọ không vui không buồn, có cái thọ khổ thọ lạc, nó sinh ra là do sáu căn này.
khi tiếp xúc với sáu trần cảnh. Còn và khi mà tiếp xúc vậy thì nó sinh ra năm thọ: thọ hỷ, thọ yêu, thọ giả, thọ khổ và thọ nạn. Đấy là năm cái loại cảm thọ này. Đấy, khi nó chỉ có năm này, lúc thì mình vui, lúc thì buồn, lúc thì không vui không buồn, lúc thì mình khổ đau, lúc thì an lạc. Cho nên là lúc nào mình cũng cầu mong, mình lúc nào mình cũng cầu mong cái đầu này, hỷ này với cái nạn này. Đấy, lúc nào mình cũng sợ cái yêu này, cái khổ này. Còn cái mà xả nó nằm ở giữa này, cái xả mới là trung bình. Trung bình thì nó bình thường, nó không có bị nghiêng về bên nào hết. Đây là năm cái loại cảm thọ này. Thế nào là xúc duyên cho thọ? Xúc duyên cho thọ: khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, gặp cảnh ưa thích thì thọ hỷ, gặp cảnh chán ghét thì thọ yêu, gặp cảnh bình thường thì thọ giả. Thì mà mình đi đâu mà mình nhìn thấy một cái gì nó đẹp quá, cái mình thích, thì đấy là cái mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc thì nó sinh ra hỷ. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đó mà nó làm cho mình sợ hãi, thì mình nhìn thấy những cái cảnh vật nó đẹp thì mình thích, nhưng mà nhìn thấy một cái cảnh gì đó nó kỳ dị xấu xí, như bây giờ mình đang đi đường tự nhiên mình nhìn thấy một vị thiên thần thì mình thích quá, nhưng mà chẳng may mình nhìn thấy một cái vị ngã quỷ thì mình sẽ sợ. Đấy là cái cảnh trần ở bên ngoài. Khi ở cái con mắt của mình tiếp xúc vào một cái cảnh ưa thích thì mình họ hỉ, bình thường thì họ xả. Còn gặp những cái cảnh bình thường, cái người không quen không biết không thân không không có ghét, không có yêu không ghét thì rất là bình thường, thì mình gặp một cái người như vậy thì mình dừng dưng, mình không có vui không có buồn. Thì đấy là cái mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc mà nó sinh ra các cái cảm thọ như vậy: thọ yêu, thọ hỉ hoặc là thọ giả. Mắt tiếp xúc với cảnh sắc nên cảm thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhãn. Mắt tiếp xúc với cảnh sắc là nhân, mà cảm thọ do nhãn xúc sinh là quả. Vậy cho nên là nhiều người, người ta thỉnh thoảng người ta phải đi thay đổi cái cảnh quan, thay đổi môi trường, nên người ta đi tham quan là gì? Quan là quan sát những cái nó mới để cho cái tâm nó vui, tâm nó ở một chỗ lâu ngày, nó nhìn cái cảnh vật lâu ngày nó chán thì người ta phải thích đi tham quan, thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia để người ta quan sát. Nhưng mà vẫn không bằng một người mà có thiên nhãn ngồi đây mà tham quan được hết mọi nơi, tham quan được cả thiên đường địa ngục. Tất cả các cảm thọ trong các tâm đi cùng với nội nhãn thức, ngũ môn hướng tâm, nhãn thức, tiếp thọ, suy xét, xác định, chavana, đăng ký đều thuộc về thọ, sinh nên từ nhãn xúc. Con mắt nó tiếp xúc với một cái cảnh, và trên một cái tiến trình tâm nhận biết một cái cảnh vật, nó có rất nhiều những cái nội tâm nó sinh lên. Nhưng mà tất cả những cái nội tâm đấy nó đều đi theo một cái tâm nhãn, đều đi theo cái nhãn thức. Cái con mắt mà nó tiếp xúc với cảnh trần, nếu như nó mà là thọ hỷ thì tất cả những nội tâm đi theo nó đều có sinh ra những cái cảm thọ. Cái cảm thọ ngũ môn tiếp thọ suy xét xác định đăng ký đều thuộc về thọ, sinh lên từ nhãn xúc. Thì tất cả những cái thọ đấy nó sinh lên từ cái sự tiếp xúc với cảnh trần, với con mắt nó tiếp xúc với cảnh trần. Thì đấy là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh cũng vậy, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh và thọ do sân xúc sinh cũng vậy. Nhưng mà tất cả những cái nội tâm ở trên mắt thì nó đều là có cái sự tiếp xúc giữa mắt với cái thức, với cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì tất cả những cái thọ đi sau nó đều duyên lên từ cái sự xúc chạm này. Khi tai tiếp xúc với âm thanh, gặp âm thanh ưa thích thì thọ hỉ, âm thanh chán ghét thì thọ yêu, gặp âm thanh bình thường thì thọ giả. Như vậy thì mà tại nên là nhiều người buồn thì muốn đi tìm một người khác để nói chuyện. Nhưng mà khi mà nói chuyện với một cái người nào mà người ta cứ nói những cái chuyện buồn làm cho mình buồn thì làm sao có tìm đến người đấy nữa.
Nghĩa không tìm người đấy nữa, mà sẽ tìm những cái người nào mà người ta nói, mà nói chuyện với người nào mà cảm thấy nó hoan hỉ, thì lần sau lại đi tìm người đấy để nói chuyện. Bởi vì âm thanh nó cũng làm cho cái tâm trở nên hoan hỉ, âm thanh nó cũng có thể làm cho cái tâm trở nên sầu ưu, hoặc là những cái âm thanh bình thường nó cũng làm cho cái tâm thường dưng nó thọ giả. Đấy là khi tai tiếp xúc với âm thanh thì nó có những cái cảm thọ. Khi mà mình vui buồn đôi khi cũng là do cái âm thanh nó tác động, đôi khi là do cảnh sắc nó tác động, đôi khi là do cái cảnh âm thanh nó tác động vào trong tâm thức, nó làm cho cái mình có thể sinh ra cái trạng thái vui buồn. Bởi tai tiếp xúc với âm thanh nên cảm thọ do nhĩ xúc sinh sinh. Tai tiếp xúc với âm thanh là nhân, mà thọ do nhĩ xúc sinh là quả. Khi mũi tiếp xúc với mùi, gặp mùi ưa thích thì thọ hỉ, gặp mùi chán ghét thì thọ yêu, gặp mùi bình thường thì thọ giả. Mình ưa thích một cái mùi gì thì mình sẽ thường xuyên sử dụng cái mùi đấy. Mình chán ghét cái mùi gì thì thường xuyên là mình phải tránh sang cái mùi đấy. Cho nên là thường thường mình phải dùng những cái mùi thơm để nó lấn át những cái mùi hôi tanh. Đấy là cái thọ do tị xúc sinh. Mũi tiếp xúc với mùi hương sinh cảm thọ. Khi lưỡi tiếp xúc với vị, gặp vị ưa thích thì thọ hỉ, gặp vị chán ghét thì thọ yêu, gặp vị bình thường thì thọ giả. Lưỡi tiếp xúc với vị cảm thọ do thiệt xúc sinh. Khi mình ăn vậy, có những khi nào mà cái món thì nó ngon là mình thích thú, cái nào mà cái món mà nó dở vậy là mình nhàm chán, cái món bình thường thì dừng dưng. Thì đấy nó là thọ do lưỡi tiếp xúc với vị, thọ do thiệt xúc sinh. Lưỡi tiếp xúc với vị là nhân, cảm thọ do thiệt xúc sinh là quả. Mình đôi khi mình đang buồn phiền, buồn rầu thế này, mình được ăn một cái món ăn ngon, tự nhiên mình cảm thấy tươi tỉnh này, cảm thấy nó vui vẻ này. Đấy là cái cảm thọ do thiệt xúc sinh. Mà ngày nào cũng ăn một cái vị mà không ưa thích thì nó cứ sầu bi, thì đấy là cũng là cảm thọ do thiệt xúc sinh. Khi thân tiếp xúc với cảnh xúc, gặp vật ưa thích thì thọ hỉ, gặp vật chán ghét thì thọ yêu, gặp vật bình thường thì thọ giả. Khi thân mình tiếp xúc với những cái gì mà mình đụng chạm được đến thân mình của mình, chay tay chân của mình, trên cơ thể nó tiếp xúc được với một cái vật chất gì đó, nếu mà mình thích thú thì nó thọ hỉ, không thích thú thì thọ giả, thì thọ yêu, bình thường thì thọ giả. Thân tiếp xúc với cảnh xúc, cảm thọ do thân xúc sinh sinh. Thân tiếp xúc với cảnh xúc là nhân, cảm thọ do thân xúc sinh là quả. Khi tiếp xúc, khi ý tiếp xúc với cảnh pháp, gặp cảnh ưa thích thì thọ hỉ, gặp cảnh chán ghét thì thọ yêu, gặp cảnh bình thường thì thọ giả. Ý tiếp xúc với pháp thì nó là cái gì? Pháp là cái gì? Mắt thì nó có sắc này, tai thì nó có thanh này, mũi thì nó có mùi, lưỡi nó có vị, thân thì nó có cái sự đụng chạm với cái vật chất rồi. Còn ý thì nó tiếp xúc với cái gì? Tâm của mình nhé. Tâm nó tiếp xúc với gì mà lại gọi là pháp? Ý tiếp xúc với pháp. Khi mà mình nhắm mắt mà mình không bịt tai và bịt mũi lại, ngậm miệng lại, không quan tâm gì đến các giác quan khác, thì lúc đấy nó còn cái gì? Nó sinh. Còn do cái ý của mình nó sinh. Ý của mình nó sinh. Mà cái lúc đấy, có những lúc mình đang ngồi chơi, đang ngồi mình trầm tư suy nghĩ về một cái chuyện quá khứ gì đó, mà tự nhiên mình mỉm cười, thì đấy là thọ gì? Là thọ hỉ. Vậy lúc đấy là cái do thọ hỉ, do cái gì nó tiếp xúc với cái gì mà nó sinh ra? Là do ý của mình nó đang tiếp xúc với một cái gì đó. Nó tiếp xúc, ví dụ như là nó nghĩ đến một cái chuyện vui hôm trước, thì bây giờ mình còn tưởng nhớ lại một cái cảnh sắc mà mình ưa thích từ hồi trước đó, thì bây giờ tự nhiên mình thích. Thế là đấy là thọ do ý xúc sinh, đấy gọi là ý tiếp xúc với cảnh pháp. Hoặc là bây giờ một cái người ngồi tưởng tượng, mình mơ tưởng là trong tương lai mình sẽ trở thành một cái người như thế này, như thế kia, trở thành một cái người mà mình đang mơ ước. Mình đang mơ ước, mình tưởng tượng là khi lớn lên mình phải làm thế này, làm thế kia, 5 năm, 10 năm sau mình sẽ trở thành một con người như thế này, như thế kia, thành tựu, thành đạt, thành công như cái ý muốn của mình. Lúc đấy mình ngồi mình tưởng tượng như vậy, rồi mình mỉm cười, cười thầm, thì lúc đấy là cái gì nó tiếp xúc với cái gì? Lúc đấy là ý mà tiếp xúc với cảnh pháp. Thì cái đấy là do tâm ý của mình.
nó tiếp xúc với lại một cái tư tưởng, một cái cảnh sắc hoặc là cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc gì đó, để nó thích thú như vậy thì gọi là ý tiếp xúc với cảnh pháp. Thì các cái giác quan khác thì nó chỉ có tiếp xúc một cách trực tiếp. Ví dụ mắt nó phải tiếp xúc một cách trực tiếp với cái cảnh sắc thì nó mới sinh ra cảm thọ vui buồn. Tai nó cũng vậy, mũi, lưỡi, thân, năm cái căn đấy nó phải tiếp xúc với cảnh trần một cách ngay lập tức, ngay một cách trực tiếp thì nó mới sinh ra các cảm thọ. Chứ nếu nó không tiếp xúc được với cái cảnh của nó một cách trực tiếp thì nó không sinh ra cảm thọ. Nhưng mà cái ý này thì nó có thể tiếp xúc một cách không cần phải trực tiếp, nó có thể tiếp xúc một cách gián tiếp, nó có thể tiếp xúc trước, tiếp xúc sau, tiếp xúc ngay cái lúc đấy. Đấy là ý tiếp xúc với cảnh pháp. Cho nên là nếu mà một cái chuyện buồn phiền nào đấy làm cho mình ưu sầu do có một cái người nào đó xúc phạm với mình, thì cái thời gian người ta xúc phạm chỉ một tích tắc thôi, chỉ một giây một phút thôi, nhưng mà cái nỗi buồn nó cứ kéo dài dai dẳng một ngày một tháng. Tại sao lại vậy? Là do cái ý của mình nó cứ tiếp xúc liên tục, cái nó đã qua đi rồi nhưng mà cái tâm nó cứ lưu giữ lại, ý thức nó cứ lưu giữ lại, xong rồi nó khởi lên, nó cứ tiếp xúc hoài như vậy. Cũng vậy, có một cái chuyện vui, có ai đó làm cho mình có một cái gì đó hài lòng, một cái lời nói gì đó hài lòng, một cái câu nói rất là ngắn ngủi, rất là trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn mà nó đã trôi qua rồi, mình về mình cứ khởi lên cái niềm vui, vui mãi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, cứ nhớ đến cái câu đấy là mình thấy hoan hỉ. Vậy là làm sao? Vậy là do ý của mình nó tiếp xúc liên tục, những cái giác quan kia nó tiếp xúc có một lần, cái ý nó tiếp xúc hàng ngàn vạn lần, cho nên là nó cứ sinh ra cái cảm thọ hoài. Vậy là một cái thọ hỉ hay là thọ yêu cũng vậy, nó có thể mình càng tiếp xúc nhiều thì nó càng sinh lên nhiều. Khi khởi lên tâm tham thì đi với cảm thọ gì? Khi mình tham một cái gì đó mà mình được như ý muốn thì mình nó là thọ gì? Thì nó là thọ hỷ. Nếu mà mình thích một cái gì đó thì nó thọ hỷ. Nếu như mình khởi lên tâm tham mà mình không được như ý muốn thì nó là thọ gì? Không được, mình khởi lên tâm tham mà mình không đạt được thì sao? Tâm tham thì nó chỉ có hai loại thọ, một là cảm thọ hỷ, hai là thọ giả. Tham thọ hỷ, hai là tham thọ giả. Bây giờ mình khởi lên một cái ý muốn là ngày mai mình sẽ đi làm một cái việc gì đó, mình sẽ đi kiếm tiền và mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đấy thì có thọ gì? Cái lúc mình mới khởi lên ý tưởng đấy thôi, nó đã hỉ rồi, đã hỉ là thích lắm rồi, mừng thầm rồi. Mai chắc là ta sẽ đạt được một cái món, một thành công, một cái gì đấy, thì là rất là thích, lúc đấy nó có thọ hỉ sẵn rồi. Nhưng mà đến lúc mà ngày hôm sau mình đi làm cái việc đấy thì nó không thành tựu. Nó không thành tựu thì nó làm sao? Nếu như nó còn ở tâm tham thì nó chỉ có hai thọ, thọ hỉ hoặc thọ giả. Còn khi mà nó đã bất mãn thì nó chuyển thành tâm sân rồi. Nên tham nó chỉ có thọ hỉ và thọ giả mà thôi. Tại sao tâm tham lại chỉ có thọ hỉ và thọ giả? Tham thọ hỉ và tham thọ giả. Tham là khao khát có được cái này cái kia, khi đạt được rồi thì thích thú nên thọ hỉ. Khi tiếp xúc nhiều lần rồi thì thấy nó bình thường nên thọ giả. Nhưng bây giờ đi làm, nghĩ là cứ mỗi một ngày người ta trả công cho mình 5 triệu, mình thích không? Thích, chẳng ngày nào người ta cũng trả 5 triệu. Một tháng liên tục, một năm liên tục, 10 năm liên tục, ngày nào cũng vậy, đến lúc nó làm sao? Bình thường. Ngày đầu tiên mà được cầm thấy thì sao? Thích. Nhưng mà ngày nào cũng như thế thì bắt đầu nó trở nên nhàm chán, nó trở nên bình thường. Thì cái gì nó cũng vậy, cái tâm tham nó là như thế. Khi mà mình đạt được một cái rồi, được nhiều lần cái là nó chán, là nó trở nên bình thường. Nhưng mà khi mà mình chưa đạt được thì sao? Đang trong cái quá trình nỗ lực để kiếm được ấy, để đạt được ấy. Thì cứ mỗi một lần nghĩ đến cái thành quả là thích là hỉ, mỗi lần nghĩ đến thành quả là hỉ. Nhưng mà khi đạt được rồi thì nó chỉ hỉ được một thời gian nữa thôi thì nó thành giả. Giả có nghĩa là dừng bình thường, không còn thấy nó là quan trọng nữa.
Tâm sân khởi lên thì có cảm thọ gì khi mình khởi lên tâm sân? Mỗi một khi mình tức giận thì nó chỉ có một cái cảm giác, đó là ưu phiền, ưu sầu, sầu ưu. Cứ bất cứ khi nào một tâm sân khởi lên thì nó cũng có một cái cảm thọ là thọ ưu. Ưu ưu có nghĩa là sầu bi, ưu buồn phiền, tức là trong lòng mình nó buồn buồn phiền phiền, đấy là thọ ưu. Tại sao tâm sân lại có thọ ưu? Ưu ưu có nghĩa là nó sầu, nó khô héo. Sân là chán ghét cái này cái kia. Khi phải tiếp xúc với cái chán ghét thì cảm giác buồn phiền khó chịu. Vì cái chán ghét luôn đi với cảm giác buồn phiền nên sân lúc nào cũng có cảm thọ sầu ưu. Bất cứ lúc nào mình chán ghét một cái gì nó cũng khởi lên buồn phiền. Khi mình nghĩ đến một cái chuyện, ồ ngày mai mình sẽ phải làm một cái việc mà mình không muốn làm, mình chỉ cần nghĩ đến cái cuộc sống ngày mai, cái cuộc sống đen tối ngày mai thôi là mình đã phiền rồi. Đến khi mình phải sống ở trong cái hoàn cảnh đấy mình lại phiền. Khi mình thoát ra được cái cảnh đấy rồi mà mỗi khi mình nhớ lại mình lại phiền tiếp. Vậy thì cứ bất cứ lúc nào nó cũng vậy, cứ lúc nào nó khởi lên cái sọ thọ tâm sân nó cũng có thể là buồn phiền. Thế thì cái gì nó tiếp xúc với cái gì mà nó sinh ra tâm sân? Đôi khi mắt nó tiếp xúc với một cái cảnh sắc mình không hài lòng mình cũng sân. Tai nó tiếp xúc với âm thanh không hài lòng cũng sân. Mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với một cái cảnh vật, hoặc là ý tiếp xúc với một cái cảnh pháp không hài lòng. Nói chung là 6 căn tiếp xúc với 6 trần cảnh, mà những cái trần cảnh đấy mình không ưa thích, nhưng mình phải tiếp xúc với một cái mình chán ghét thì nó sẽ khởi lên tâm sân và nó khởi lên cái sự buồn phiền, ưu bi khổ não. Cũng vậy, cả 6 căn nó tiếp xúc với 6 trần và những cảnh trần đấy mình ưa thích thì nó là sinh ra cái tâm tham, tâm hỷ. Khởi lên tâm si thì có cảm thọ gì? Khởi lên cái tâm si, si có nghĩa là mình không có hiểu đúng ấy. Si có nghĩa là mình phóng dật, mọi cái nó mơ hồ, cái gì nó cũng mơ hồ, mình không biết phân biệt nó là đúng là sai, nó là tốt hay nó là xấu. Thì những cái lúc mà mình ở trong cái tâm trạng như vậy, mình không biết đúng sai tốt xấu gì thì mình có cảm thọ gì? Giờ mình gặp một cái người và cái người này sẽ là một cái người đồng nghiệp của mình, và mình mới gặp mình không biết là người này là tốt hay là xấu, người này là cái người như thế nào, người này là thiện hay là người bất thiện, thì cái lúc đấy mình sẽ có cảm thọ là vui hay buồn. Khi mà mình chưa biết đối tượng, hay là có một người nào đó người ta cho mình một món quà, người ta bọc vào trong túi, nhưng mà lúc đấy mình chưa biết trong túi nó là cái gì cả, mình chỉ thấy, mình chỉ biết là có một món quà ở trong túi, nhưng mà mình không biết nó là cái gì. Lúc đấy mình tưởng tượng là chắc là trong này có cái gì quý lắm này, thì nó sẽ là thọ gì? Chắc là trong này nó là một cái gì đó phải là quý lắm, hay là lúc đấy mình nghĩ là chắc là trong này là một cái vật gì đó chắc tầm thường lắm, thì nó sẽ thọ gì? Còn cái lúc mà mình chưa biết nó là cái gì cả thì nó thọ gì? Chưa biết nó là thọ gì và thì mình chưa vội vui mà cũng chưa vội buồn, phải không? Đã biết nó là gì đâu mà phải vui. Nhỡ ra vui rồi đến lúc mình lại gặp phải cái mà mình không thích thì sao? Mà nhỡ ra buồn thì đến lúc mình nó mở ra nó lại là cái mà mình thích thì sao? Cho nên cái gì nó chưa rõ ràng thì chưa vội vui mà cũng chưa vội buồn. Vậy thì tâm si nó đi với thọ giả. Như vậy thì có phải là cứ cái lúc nào mà mình không vui không buồn là lúc đấy là mình đang si không? Có phải là bây giờ nhìn thấy một người mà đang vui hay đang buồn ấy, chẳng vui cũng chẳng buồn, thế là đang si đấy, thì có đúng không? Cũng không phải, có khi người ta đang tham, người ta đang sống trong một cái tâm tham mà tham nó đã trở nên thuần thục rồi. Nó quá thuần thục thì nó cũng chả, tâm si nó cũng chả, tâm đấy là vậy. Thì tâm si lúc nào khởi lên tâm si nó cũng đi cùng với thọ giả. Tại sao tâm si lại đi với thọ giả? Vì si là tâm trí mê mờ, khi tiếp xúc với cảnh vật thấy không rõ ràng minh bạch nên không biết đó là cảnh tốt hay xấu, đúng hay sai, nên vui hay nên buồn, vì vậy nó sinh ra thọ giả.
Bây giờ thấy một cái người mà hay cười là người đấy có tâm gì? Một cái người mà hay nổi giận là người có tâm gì? Một cái người dửng dưng không vui không buồn là người có tâm gì? Không thể phán đoán được ha. Có thể phán đoán được một cái người hay nổi giận là người có tâm sân thôi. Còn hai người kia là không thể phán đoán đúng được. Khi khởi lên tâm thiện thì có cảm thọ gì? Khi mình khởi lên một cái tâm thiện ấy, ví dụ mình thấy một cái người nào khổ mình thương, hoặc là một cái người người ta có tâm tốt, người ta chỉ mong cho mọi người được an vui, người ta làm những cái điều tốt đẹp cho mọi người thì đấy là tâm thiện. Thì khi mà khởi lên tâm thiện như vậy thì nó có thọ gì? Khi mà mình thấy một cái người khác người ta đang bị bệnh đau khổ ấy, thì lúc ấy mình thương xót thì nó có thọ gì? Thương nó có nhiều loại tình thương lắm. Tâm thiện có hai cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả. Nên cái tâm thiện nó chỉ có hai cảm thọ này thôi. Khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện ấy, một là mình vui, ví dụ như là mình vừa mới giúp người kia được một cái gì đó, mình vừa mới bố thí xong và mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Mình làm những cái việc tốt xong rồi mình hoan hỷ với cái việc tốt đấy, đấy là thọ hỷ. Cũng có khi rồi mình làm xong một cái việc tốt đấy nhưng mà mình cũng thấy rằng là mình chưa hài lòng lắm, vì cái việc này là ngày nào mình cũng làm nên mình thấy nó bình thường, do mình làm nó quen rồi. Có cái người làm cái việc thiện đấy nó quen rồi, ngày nào cũng đi làm từ thiện, ngày nào cũng đi bố thí, ngày nào cũng cúng dường, ngày nào cũng giúp đỡ mọi người, nó quen rồi nên là nó trở thành dừng dưng là thọ giả. Tâm thiện nó có hai thọ, thọ hỷ và thọ giả. Tâm thiện thì nó không thể có thọ hỷ. Tại sao tâm thiện lại có thọ hỷ và thọ giả? Tại sao tâm thiện này? Khi tiếp xúc với cảnh có tác ý đúng đi kèm với hoan hỷ nên sinh khởi thiện tâm có thọ hỷ. Khi tiếp xúc với cảnh có sự tác ý đúng đi kèm với sự thản nhiên nên khởi nên thiện tâm có thọ giả. Vậy thì cái tâm thiện nó khởi lên nó cũng là do cái gì? Cũng là do mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh nhân vị xúc pháp mà nó cũng khởi lên cái tâm thiện, chứ nó không phải là cái tâm thiện nó sinh lên từ cái gì đặc biệt cả, mà nó cũng là do các cái căn mà nó tiếp xúc với cảnh trần ở bên ngoài. Đôi khi bây giờ mình đứng mình ngắm mình đứng mình ngửa mặt nhìn lên trời mình ngắm những vì sao, lúc đấy nó sẽ khởi lên tâm gì? Khi mà mình ngắm sao trên trời thì nó sẽ khởi lên tâm gì? Khi mình nếu đã ai đang ngắm sao ngắm trăng chưa? Nên hôm nào có trăng tròn ấy, mình làm ấy. Làm chúng thu mình ngắm trăng trên trời, lúc ấy mình ngắm chú Cuội chị Hằng ấy, thì mình khởi lên tâm gì? Thì lúc ấy tâm thiện hay tâm bất thiện nó khởi lên? Lúc đấy nếu mà mình mà tác ý thiện thì nó khởi lên tâm thiện, mình tác ý bất thiện thì nó khởi lên tâm bất thiện. Đối với tất cả cái trần cảnh ở bên ngoài mà, do cái sự tác ý của mình mà nó khởi lên cái tâm thiện hay tâm bất thiện mà thôi. Thì tiếp xúc với cảnh mà có tác ý đúng đi kèm với sự hoan hỷ thì khởi lên tâm thiện. Khi tác ý với cảnh tác ý đúng đi kèm với sự thản nhiên khởi lên cái tâm có thọ giả. Nếu mình do có định thì cái tâm tâm thiện có thọ hỷ với tâm thiện có thọ giả. Đó là khi mà mình ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái người khác nó khổ đau và mình khởi lên cái tình thương thì lúc đấy ví dụ mình đang nhìn thấy người ta khổ thì mình có hỷ được không? Mà mình khởi lên tình thương thì lúc đấy mình sẽ thấy trong lòng người nó làm sao? Có thể là mình thấy người ta khổ quá mình rơi nước mắt thì cái lúc đấy nó là tâm gì? Nó là sầu bi thì nó còn là tâm thiện nữa không? Vậy thì cái tình thương, cái tâm thiện ấy, nó sẽ mình sẽ rất là dễ nhầm giữa một cái tâm tình thương với một cái yêu bi nó khác. Còn nếu như mình khởi lên một cái tình thương với một cái chúng sinh mà đang khổ đau, nó vẫn có là tâm hỷ,
hoặc là tâm xả, kể cả cái người đấy đang khổ đau mình vẫn có cái tâm hỷ hoặc tâm xả. Ví dụ như như là mình đến mình thăm một cái người bệnh, mình hỏi là bệnh có đau không, mà đau lắm, đau không thể nào chịu nổi, thì lúc ấy cái cảm giác trong tâm mình nó làm sao? Thì mình cứ bảo, thì mình bảo là về có gì đâu, có thân thì phải có bệnh, nó là chuyện bình thường thôi mà. Lúc đấy mình thản nhiên vậy thôi, thản nhiên đối với bệnh, đối với cái nỗi khổ của người khác thì đấy là thọ xả. Thì bảo thôi, nhờ có cái đau đấy thì mình mới biết được cuộc đời này là khổ đau. Như thế là có, nhờ có cái đau này mình mới biết, mới hiểu ra, mới giác ngộ ra được cái nỗi khổ của cuộc đời. Như thế thì đó là một cái niềm vui, đó là một cái điều tốt chứ có gì mà phải sợ. Thì lúc đấy nó là có, nó là thọ hỷ. Mà lúc đấy mình lại bảo ôi ôi tôi đau lòng quá, tôi xót xa quá, bạn đau tôi cũng đau. Thì lúc đấy nó là tâm gì? Thì lúc đấy nó chuyển thành tâm sân. Tại sao lúc đấy nó lại là tâm sân? Tại vì lúc đấy nó là cái tâm mà do mình thương ấy, tình thương có tham ái. Thì cái tình thương có tham ái đấy nó không được tọa ý thì nó khởi lên cái sân, cái mà mình không chịu nổi cái sự khổ đau do mình có cái chấp thủ sân đối với cái nỗi khổ của những cái người thân. Nếu mình có dự định ngày mai sẽ đi gặp và nói chuyện với một người mà mình chưa từng gặp, nhưng hôm nay đã thấy trong lòng rất hoan hỷ, vậy thọ hỷ đó là do cái gì, tiếp xúc với cái gì mà phát sinh? Đó là do ý tiếp xúc với cảnh pháp mà phát sinh. Ý bắt cảnh sắc thanh ở tương lai và phát sinh thọ hỷ. Do ý tiếp xúc với cảnh sắc thanh ở tương lai nên thọ hỷ phát sinh. Ý tiếp xúc với cảnh tương lai là nhân, thọ hỷ là quả. Khi mới gặp mặt người đó thì thấy vui, nhưng khi nói chuyện với người đó thì bình thường. Vậy cảm thọ đó là cái cảm thọ do cái gì, nó tiếp xúc với cái gì? Khi mới thấy người đó thì mình thấy trong cái người này phong độ thế này, chắc là một cái người quý phái lắm đấy, thì là mình thấy là sao? Hoan hỷ. Nhưng mà khi nói chuyện thì thấy cái người này cũng ngu ngơ bình thường, không có gì đặc biệt, thì thấy làm sao? Hơi thất vọng một tí nên thản nhiên. Đấy là thọ hỷ, nó do nhãn xúc sinh. Khi mà mình nhìn, mà nhìn người ta thấy người ta đẹp thích thì nó sinh, nó thọ hỷ. Nhưng mà khi nói chuyện thì thấy người này cũng bình thường, thì là lúc đấy là có thọ xả. Thọ xả là do nhĩ xúc sinh, là khi mà nghe cái giọng nói thì nó sinh ra thọ giả. Cái con mắt nhìn thì nó thọ hỷ. Sau buổi gặp gỡ đó trở về, mỗi lần nhớ lại buổi nói chuyện đó thì đều cảm thấy khó chịu. Vậy cái cảm thọ đó là thọ gì? Do cái gì tiếp xúc với cái gì mà nó sinh? Khi nói chuyện với ai xong về mình có tức đấy, khó chịu à? Vì cái người đó không chịu thuận theo cái tư tưởng của mình ấy. Thấy cái tư tưởng nó chống đối nhau, hai cái tư tưởng này nó không hợp nhau. Đó là thọ ưu, do ý tiếp xúc với cảnh pháp mà phát sinh, bắt cảnh âm thanh ở quá khứ và sinh ra thọ ưu. Đấy, những cái cảm thọ nó sinh lên là như thế. Khi có người mời mình đi tuần sau đi dự một bữa tiệc ở một nhà hàng cao cấp, mình cảm thấy rất vui khi nghĩ đến những món ăn ngon. Thì đó là thọ gì? Do tiếp xúc với cảnh gì mà phát sinh? Đó là thọ hỷ, do ý tiếp xúc với cảnh vị ở tương lai nó phát sinh. Bây giờ nói là để cho ăn, cho ngập một quả mơ, mình sẽ thấy làm sao? Cảm thấy cái mùi chua, cái mình chưa tiếp xúc đến mà mình đã thấy, đã cảm thấy nó chua hết cái miệng rồi này. Đấy là ý xúc sinh. Khi đi dự tiệc, khi mà mình đến cái nhà hàng để dự tiệc ấy, nhìn thấy món ăn thì thích thú, món ăn trưng bày rất là đẹp, thích. Nghe người khác giới thiệu đây là món ăn không phải ai cũng ăn được, thì mình nghĩ là cái người kia nói xạo, món thế này ai mà chả ăn được, nghĩ thế. Ngửi mùi thì thấy nó bình thường, chẳng có cái mùi gì cả, cho vào miệng thì ớn, ăn xong thì đau bụng. Đó là những thọ gì, do cái gì xúc sinh. Khi mà mình nhìn thấy là do nhãn xúc sinh, nó đi cùng với tâm tham.
khi mà mình nhìn thấy mà mình thích thì nó là phải đi với tâm tham phải không? Đấy là tham, nhìn thấy đã thích rồi là tham, tham thọ hỷ. Nghe người khác nói mà mình không tin thì đó là tâm si hoài nghi đi về thọ xả. Lúc mà người ta nói vậy là mình không vui không buồn, à, si hoài nghi. Khi mình ngửi mùi thấy nó bình thường thì cũng là tâm tham mà nó đi với thọ xả. Cho vào miệng mình nhai thấy nó ớn là tâm sân, à, tâm sân, tâm sân đi với thọ yêu. Ăn xong rồi đau bụng thì nó là thọ khổ, do thân nó tiếp xúc với lại cái món ăn đây, món ăn nó vào trong bụng ấy, làm cho đau bạo tử ấy. Hết thì cảm thọ ha. Còn đến bây giờ là thọ duyên ái. Vedana paccaya tanya. Do thọ sinh nên ái sinh. Thọ là nhân, ái là quả. Do xúc thì nó sinh ra thọ, còn do thọ thì nó sinh ra ái. Thường thường thì mình hay ái cái gì? Ái, ái là cái gì? Ái, ái gọi là ở bên ngoài thì người ta hay cái từ ái nó hay đi với cái từ gì? Từ tình nhỉ? Từ ái nó hay đi với từ tình, tình ái. Ở trong kinh thì từ ái nó hay đi với từ luyến, luyến ái, ái dục, luyến ái, tình ái. Vậy thì ái có nghĩa là tham ái. Ái này mình tham ái, mình ưa thích một cái gì đó, cái đấy nó thuộc về ái. Đó, mà cái ái này tại sao là mình ái? Ái cái này, ái cái kia, yêu cái này, quý cái kia. Hay là ái nó cũng đồng nghĩa với yêu quý. Mình quý cái này, mình quý cái kia. Cái từ cái quý là nó đồng, nó có thể là nó cái từ quý nó có thể là tương đồng với cái từ ái này nhiều nhất. Nhiều nhất. Bởi vì không phải là mình ái, ái mà nó không phải là cứ không phải là cứ phải là yêu mới là ái. Không phải là cái gì mình yêu mới là mình ái. Mà cứ cái gì là mình quý là mình ái. Cho nên là ái nó có thể ái với tất cả mọi thứ. Vật chất nó cũng ái, tinh thần nó cũng ái được. À, rồi là bất cứ một cái gì, bất cứ một cái gì cao thượng hạ nhiệt, một cái gì ở bên trong bên ngoài quá khứ tương lai nó đều ái được hết. Tức là cái gì mà mình có thể quý được thì cái đấy mình có thể ái được. Cái cứ cái gì mà mình yêu quý thì cái đấy được gọi là ái. Vậy thì bây giờ mình thử theo là mình yêu quý cái gì, mình quý cái gì. Bây giờ con nói là tôi quý con chó cảnh này, đấy là con thú cưng của tôi, tôi quý nó, tôi chăm sóc cho nó. Đấy có phải là mình ái với con thỏ, con chó không? Và bạn ái ai? Tôi ái con cún. Vậy có nghe có được không? Cứ mình quý cái gì thì mình ái cái đấy. Mỗi người ái một kiểu. Sẽ có rất nhiều cái ở trên đời này để mình quý. Cho nên nó có rất nhiều cái để mình ái. Vậy những cái ái này nó sinh ra từ cái gì? Từ cái cảm thọ. Từ sáu cái thọ kìa mà nó sinh ra. Thọ do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó tiếp xúc. Cho nên là nó mới sinh ra cái cảm thọ. Nhưng bây giờ có một cái câu chuyện nói rằng có một cái người thanh niên này, người này cứ ăn không ngon, ngủ không yên. Nên người ta hỏi tại sao? Và tôi đang ái luyến. Ái luyến ai? Tôi ái luyến một cô gái. Và cô gái đấy tên là gì? Tôi không biết. Cô gái đấy trông có xinh đẹp không? Tôi không biết. Cô gái đấy sinh ra ở đâu? Tôi không biết. Cô gái đấy con nhà ai? Tôi không biết. Cô gái đấy ở trong nước hay ngoài nước? Tôi không biết. Sự tình như vậy nó có xảy ra không? Mình có thể ái với một cái đối tượng mình chưa từng biết không? Chưa từng tiếp xúc. Nói cái gì không biết, và thế bạn đang ái cái gì? Và tôi đang ái một cô gái, nhưng mà lại không hề biết đến cái người đó là gì. Cái chuyện như vậy thì nó không thể xảy ra. Vậy ái là gì? Ái là cái loại tâm ưa thích dính mắc vào cảnh trần, do sự thấy biết sai lầm, tà chi kiến, tưởng chi cảnh trần là khả ái hấp dẫn, nên sinh lòng dục vọng, ái luyến, khao khát cảnh trần, khiến cho chúng sinh bị cuốn hút trong vòng khổ đau sinh tử.
có 6 loại ái được sinh lên từ 6 loại cảm thọ: sắc ái, tham ái với sắc, thanh ái, ái âm thanh, hương ái mùi, vị ái là tham ái vị, xúc ái là tham ái xúc, pháp ái là tham ái cả năm thứ trên. Đấy là pháp. Vậy thì mình sẽ tham ái đối với cái mà mắt mình có thể thấy, tai mình đã nghe, mũi mình có thể ngửi, lưỡi mình đã nếm, thân mình đã chạm xúc, hoặc là trong tâm của mình có thể tưởng nhớ được đến cái năm cái đó, trong tâm của mình tưởng nhớ được năm cái cảnh đó, thì đó là ái. Thì mỗi loại ái thì nó lại chia ra thành ba: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thế là mỗi một cái tham ái, mình có thể dục ái với sắc, hữu ái với sắc, hoặc là vô hữu ái với sắc. Dục ái với sắc là làm sao? Đó là mình ưa thích cái sắc đẹp đấy. Ưa thích cái sắc đẹp đấy, nó là dục ái. Xong là có cái người ái lại còn nghĩ rằng ồ cái này đẹp quá, cho nên là bây giờ phải tích trữ một phần để sau này chôn xuống dưới mồ để mang đi theo. Đấy gọi là hữu ái, có nghĩa là chết rồi vẫn còn hưởng được sắc nữa. Ví dụ như là một ông vua, khi mà ông ấy còn sống, ông ấy tuyển rất là nhiều những cái người đẹp thì đánh là dục ái, khi chết ông bảo phải chôn thật nhiều người đẹp như với tôi. Đấy là hữu ái. Phi hữu ái có nghĩa là bạn chết rồi là hết, chả còn gì, cho nên là bây giờ cứ còn sống là phải tận dụng để hưởng thụ cái cảnh trần, thì đấy gọi là vô hữu ái. Có ba cái loại ái: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Đối với âm thanh cũng vậy, đối với mùi cũng vậy, đối với vị cũng vậy. Thế là tham ái với vị, lúc sống thích ăn ngon là dục ái, mình nghĩ rằng sau khi chết rồi phải cúng nhiều món ngon, phải cúng nhiều món ngon dặn con cháu như vậy, thì đấy là hữu ái. Còn có người bảo thôi tao chết thì chẳng có đứa nào phải cúng bái gì hết, chết là hết, bây giờ tao còn sống có gì cho tao ăn đi, thì đấy là cái gì? Vô hữu ái. Có ba loại ái này. Một chúng sinh thấy cảnh sắc khả ái khả nị hà lạc hấp dẫn liên hệ đến lòng tham dục thì được gọi là dục ái. Một chúng sinh có tà kiến cho rằng sắc là thường, sau khi chết vẫn còn hưởng thụ được sắc thì là hữu ái. Một chúng sinh có tà kiến cho rằng chết rồi này sắc sẽ hết chấm dứt, do sự dính mắc vào tà kiến như vậy thì gọi là vô hữu ái. Thế được gọi là ba cái ái. Cũng tương tự như vậy với thanh hương vị xúc pháp. Thế nào là thọ duyên ái? Thọ duyên ái, khi mắt tiếp xúc với một cảnh sắc hấp dẫn rồi sinh tâm ham thích ái duyên thì là duyên ái đối với sắc, đó được gọi là thọ duyên ái. Bởi thọ do nhãn xúc sinh sinh nên tham ái với cảnh sắc sinh, thọ do nhãn xúc sinh là nhân, tham ái với cảnh sắc là quả. Dục ái là ưa thích, hữu ái là chết vẫn còn linh hồn để hưởng sắc, phi hữu ái là chết rồi là hết nên phải hưởng sắc khi còn sống. Đây là ba cái loại ái: ái hữu ái, phi hữu ái. Bởi sự sinh của cảm thọ do nhĩ xúc sinh sinh nên tham ái với âm thanh sinh, cảm thọ do nhĩ xúc sinh là nhân, tham ái với âm thanh là quả. Dục ái là ưa thích âm thanh khả ái hấp dẫn, hữu ái cho rằng âm thanh còn mãi, phi hữu ái là chết là hết, không còn tồn tại âm thanh gì nữa. Bởi sự sinh của cảm thọ do tị xúc sinh sinh nên tham ái với mùi sinh, cảm thọ do tị xúc sinh là nhân, tham ái với mùi là quả. Dục ái là ưa thích khả ái hấp, mùi hấp dẫn, hữu ái là mùi sẽ tồn tại, tức là linh hồn sẽ còn mãi để hưởng mùi. Vậy cho nên là chết nhưng người ta hay đốt hương cho người chết ấy. Đấy là người ta tham ái với mùi. Phi hữu ái là chết là hết nên phải tranh thủ hưởng mùi lúc còn sống. Bởi sự sinh của cảm thọ do thiệt xúc sinh sinh nên tham ái với vị sinh, cảm thọ do thiệt xúc là nhân, tham ái với vị là quả. Dục ái là ưa thích vị ngon, hữu ái là vị ngon còn mãi, chết rồi vẫn còn phải cúng để ăn. Phi hữu ái là chết rồi là hết, không còn ngày nào, không còn sống ngày nào thì phải tranh thủ ăn. Thì cái hữu ái với phi hữu ái thì cái nào nguy hiểm hơn?
ba cái này, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, thì cái ái nào nguy hiểm nhất? Dục ái có nguy hiểm không? Hay là hữu ái nguy hiểm, hay là phi hữu ái nguy hiểm? Dục có nghĩa là người ta mong muốn, mong muốn đối với cái cảnh trần. Hữu ái người ta bảo bây giờ mình phải tích chữ cho tương lai, cho đến khi sau khi chết rồi em hưởng sau. Còn phi hữu ái thì bảo là phải có bao nhiêu phải hưởng hết bấy nhiêu, chết chẳng có gì nữa. Đây là ba loại ái. Bởi sự sinh của cảm thọ do thân xúc sinh nên tham ái với xúc chạm sinh. Cảm thọ do thân xúc là nhân, tham ái với xúc chạm là quả. Dục ái là thích xúc chạm êm ái, hữu ái là xúc chạm êm ái sẽ còn mãi, chết rồi vẫn còn linh hồn để xúc chạm. Phi hữu ái là chết rồi là hết, còn sống ngày nào thì tranh thủ xúc chạm. Bởi sự sinh của cảm thọ do ý xúc sinh nên tham ái với cảnh pháp sinh. Cảm thọ do ý xúc là nhân, tham ái với cảnh pháp là quả. Dục pháp ái ưa thích đối với cảnh ngũ dục, hữu pháp ái là chết rồi vẫn còn linh hồn để hưởng thụ ngũ dục. Phi hữu ái pháp chết rồi là hết, nên phải tranh thủ hưởng ngũ dục khi còn sống. Đấy là pháp ái. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần gặp cái cảnh không ưa thích phát sinh thọ yêu, thì cảm thọ đó có làm duyên cho ái sinh không? Khi mà mình thích cái gì đó thì mình tham ái với cái đấy, còn khi mà mình không thích với cái gì đó thì mình có tham ái với đó không? Khi mình gặp một cái cảnh sắc mà mình không ưa, không thích thì mình có tham ái với cảnh sắc đấy không? Thì cái thọ mình tiếp xúc với một cái cảnh mình không ưa thì cái thọ đấy nó có làm duyên cho ái không? Đã khi nào mình gặp một cái cảnh mà mình không ưa chưa? Mình gặp một cái cảnh mà mình không ưa thích chưa? Thì cái lúc đấy là mình có khởi lên tham ái với cái gì không? Bây giờ mình bắt một cái con gì đó mình trói lại, nó kêu ầm ĩ này, nó kêu ầm ĩ này, giống như là nó sợ là mình giết nó, thì cái lúc đấy nó thọ gì? Lúc đấy nó thọ gì? Thọ yêu. Thì lúc đấy nó ái cái gì mà nó yêu? Nó ái cái mạng sống của nó, nó ái cái mạng sống của nó cho nên nó yêu. Vậy thì cái thọ ấy là do cái gì xúc sinh? Cái yêu, cái ái đấy là do cái gì xúc sinh? Ái là phải là do thọ nó xúc sinh, thọ yêu nó xúc sinh. Có tâm sân sinh lên khi có cảnh bất lợi cho mình hoặc cho những người mình yêu quý, những thứ mình yêu quý, vì có tham ái với mình, với những người, những thứ mình yêu quý nên mới sinh ra tâm sân. Bởi vậy thọ yêu sinh lên do tham ái sinh, thọ yêu là nhân, tham ái là quả. Tức là mình còn có những cái mình yêu quý thì mình mới sân. Chứ bây giờ mình chẳng còn yêu quý cái gì cả thì mình còn sân được nữa không? Nhưng bây giờ một cái người này mà mình nói là đây là cái người thân của tôi, nhưng mà khi bị một cái người khác người ta bắt nạt thì mình sao? Dám đụng đến người thân của tôi à? Thì lúc ấy mình tức bực lên. Nhưng mà ngày mai thôi tôi ghét người này lắm rồi, người này không phải người thân của tôi nữa, ai muốn làm sao thì làm. Thế là lúc đấy mình, cái người đấy bị người khác bắt nạt thì mình có tức đâu. Mình có đứng mình nhìn thản nhiên cho chết à. Làm người thân của ta thì ta còn bênh à. Để không làm người thân của ta nữa thì muốn làm sao thì nào à. Vậy thì cái mình yêu quý nó vậy đấy. Như hôm nay ấy, mình có bộ quần áo rất là đẹp, mình rất là yêu quý. Nhưng mà có ai thì người ta đi, người ta quệt một cái vệt bẩn vào thì mình tức, ai làm bẩn cái đồ của tôi đây, đúng không? Nhưng mà ngày mai thôi mình chán rồi, không thích cái đồ này nữa, vứt đi. Mình vứt xuống đất thì người ta đạp lên thoải mái. Lúc đấy mình có tức nữa không? Vậy là mình không còn yêu quý nó nữa. Thì người ta muốn trả đạp thế nào mình cũng không tức à. Bởi vì mình còn yêu quý nó, nên là khi mà bị người khác xúc phạm đến cái mình yêu quý là mình tức. Thế nên bây giờ có người yêu quý với thân, bản thân mình rất là yêu quý. Nhưng mà có người nào mà đụng chạm đến bản thân mình thì làm sao? Thì tức, yêu nó khởi lên. Vì mình có, nhưng mà bảo thôi bây giờ tôi chẳng yêu quý cái thân này nữa, thân của tôi đây ai muốn làm gì thì làm,
Tôi ghét cái thân này vô cùng rồi. Thì lúc đấy là người ta đến, người ta xử cái thân này thì làm sao? Xử cái thân này mình có cho xử không? Thì trừ khi mình chết. Trừ khi mình chết thì muốn làm gì thì làm. Muốn chôn thì chôn, muốn đốt thì đốt. Và muốn cho cọp ăn thì cho. Nhưng mà lúc mình còn sống thì sao? Mang mình đi đốt mình có chịu không? Khi nào mình chết rồi mình sẽ hết tham ái với cái thân. Nhưng cho nên là bây giờ mình mà cái người mà còn sống lúc nào mình cũng quán là cái thân này rồi sẽ phải chết, thân này rồi sẽ phải chết, sớm muộn nó cũng thành cái xác chết. Thì niệm về sự chết nhiều ấy, thì nó cũng bớt đi cái tham ái với cái thân, bớt đi cái tham ái với cái thân thì cái sân nó cũng bớt. Mình không có tham ái với thân, có ai đụng đến thân, có ai xúc phạm đến thì mình thấy bình thường. Mình cuối cùng thì mình cũng chết thôi mà, có gì đâu mình phải lo. Thọ ưu sinh nên do tham ái sinh, thọ ưu là nhân, tham ái là quả. Vậy thì người mà càng có nhiều cái để yêu quý thì sẽ có nhiều cái gì? Có nhiều niềm vui hay nhiều nỗi buồn? Bây giờ mình thử đếm xem mình có bao nhiêu cái mà mình yêu quý. Thì mình có bấy nhiêu cái gì? Có bấy nhiêu cái niềm vui mà cũng có bấy nhiêu nỗi buồn. Vậy thì mình thấy người khác có nhiều tài sản thì cái người đấy cũng là vui hay buồn? Có nhiều niềm vui mà cũng có nhiều nỗi buồn. Thấy người khác có nhiều người yêu quý thì người đó là nhiều niềm vui hay nhiều nỗi buồn? Bằng nhau hay là chênh lệch? Cái người nào mà càng yêu quý bản thân mình thì cái người đó là càng vui hay càng buồn? Càng buồn à, càng yêu quý mình thì càng bị sân nhiều. Con muỗi nó chích mình sân nó ầm ầm lên. Mày dám chích tao, mày dám chích tao. Sân với cả con muỗi thì người khác mà đụng vào thì có chịu được không? Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh trần với tâm trạng thản nhiên phát sinh thọ giả thì thọ duyên ái như thế nào? Khi mà mình thản nhiên rừng rưng, không có cái biểu cảm vui buồn gì cả thì cái thọ đấy nó duyên cho ái làm sao? Ví dụ bây giờ mình gặp một cái người mình rừng rưng, chẳng có yêu, chẳng có ghét, chẳng có vui, chẳng có buồn thì mình có quý người đấy không? Cái người mà mình thản nhiên